Bây giờ mình đang chuẩn bị hôm nay mình sẽ làm món măng xào thịt bò nha các bạn. Đây mình chuẩn bị măng nè các bạn. Mình sẽ thái nó ra như thế này nè. Đây này. Mình sẽ thái nó ra như thế này. Ok chưa các bạn? Mình thái ra, mình rửa, mình ngâm nè. Đó. Măng nè. Đó, mình măng ngâm nè các bạn. Mình làm từng công đoạn một cho các bạn xem nhé. Măng nè, măng rừng đấy. Đó. Bây giờ mình sẽ thái mỏng ra như thế này. Còn đây là thịt bò. Đây là thịt bò nha các bạn. Tí mình sẽ thái ra cho các bạn xem. Đó, măng le nè các bạn, thấy không? Măng mình thái ra này. Chết khúc hả? Chết khúc. Có bỏ đu đủ vào không? Không. Để xe nấu như sao măng đồ ăn dày dày thịt ngon quá nhỉ, nấu với bò ngon đấy, giống như cắt bỏng xo còn nấu nhiều lên rồi nên mình đang thái thịt bò để tí nữa nấu xong mình sẽ cắt măng mình bỏ lửa mình xào luôn. Nấu cái này riêng trước đi cho nó nhừ đã rồi mới tước măng ra xào măng. Gân á, gân giống cả mỡ gân. Măng xào bò. Một gói dầu nữa, gói dầu mì tôm luôn cho nó đỏ. Đây là thịt bò đã nấu nha các bạn. Đây này các bạn, mình tiếp tục mình cắt ớt vào này các bạn. Xong khi đó mình xào lại nè, cho nó chín thấm gia vị nữa. Mình tiếp tục xào nha các bạn. Được rồi.
Bây giờ mình múc thịt bò qua này các bạn. Các bạn có hay làm món này ăn không? Món măng xào rất là hiếm luôn các bạn. Phải đi lên núi hái rồi. Đấy mình đảo đều là được. Xong mình đậy nắp lại nha các bạn. Đợi trong giây lát. Rồi mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó. Mình lấy ra dĩa luôn. Đó. Ngon lắm các bạn. Măng xào bò đã ra dĩa rồi nha. Coi cho bạn xem nè. Đây thịt bò múc ra các bạn này. Bò nấu canh. Rồi múc ra cho mới ăn. Bỏ rồi. Rồi bỏ hết rồi. Rồi đi bảo rằng. Đấy. Món ngon các bạn. Em mời bạn cùng với mình nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì đăng ký kênh và chia sẻ video này. Hẹn các bạn ra video mới nhất nhé các bạn.